Xin chào mọi người nhé. Hôm nay hãy cùng Lộc ơi ăn buffet trưa tại quán dưới tán thông nhé mọi người. Đây là một cái quán khá là đẹp, có view, nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Với mức giá chỉ có 55.000 thôi, chúng ta có thể thưởng thức buffet trưa tại đây cũng rất là tuyệt vời nhé mọi người. Mức giá này khá là hợp lý rồi. Quán thì không gian rất là rộng luôn mọi người. Chỉ với 55k là chúng ta có thể thưởng thức buffet rồi. Thì sau khi đi săn mây đồi chè Cầu Đất đấy mọi người, thì Lộc muốn tìm kiếm một cái quán ăn trưa tại Đà Lạt. Thì xem được review về quán dưới tán thông, quán buffet trưa với hơn 30 món tại trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Nên Lộc quyết định là sẽ chạy thẳng từ đồi chè Cầu Đất về trung tâm thành phố Đà Lạt để ăn cơm trưa nhé mọi người. Thay vì ăn cơm phần hoặc là cơm dĩa thì Lộc chọn ăn buffet có 55k thôi mọi người, để xem ăn buffet ở cái quán dưới tán thông này sẽ như thế nào nhé mọi người. Vậy là sau khoảng nửa tiếng thì Lộc đã về đến trung tâm thành phố Đà Lạt rồi. Thì cái quán dưới tán thông này nó nằm cùng trên cái quốc lộ 20 hướng từ Cầu Đất về Đà Lạt luôn mọi người, rất gần trung tâm nhé, nó nằm ngay trung tâm luôn đấy. Đó, mọi người cứ lên Google Maps search quán dưới tán thông là ra. Nói chung là Đà Lạt thì những cái góc nào cũng đẹp hết mọi người, ở đâu cũng có hoa có thông hết. Thế mọi người thấy cái ngã ba này nè thì quẹo vô cái đường ở đây nhé. Ở đây nó có hai đường thì mọi người đi cái đường ở phía dưới để thẳng vô, xong đó mọi người chạy thêm cùng quẹo trái và chạy thêm một khúc nữa là đến nhé. Cái quán dưới tán thông này thì cực kỳ đẹp mọi người. Không ngờ là ngay trung tâm thành phố Đà Lạt lại có một cái quán đẹp như vậy mọi người. View nhìn ra đồi thông luôn kìa. Công nhận là Đà Lạt ai nói đô thị hóa chứ Lộc thấy những cái cánh rừng thông bạt ngàn vẫn còn rất là nhiều nhé. Không gian quán ở đây thì rất là rộng rãi luôn. Lúc mới đi vô thì tưởng là một cái nhà bình thường thôi, nhưng mà đi xuống thì thấy không gian rất là đẹp này mọi người. Đó, quán rất là rộng rãi luôn. Với cái buffet trưa chỉ có 55k, được 30 món thì cũng khá là tuyệt đúng không? Quán mở cửa từ 10:30 đến hình như là 14h là 2h chiều. Buổi tối ở đây hình như có, tại hôm nay Lộc chỉ có ăn trưa ở đây thôi nha mọi người, nên quay video review cho mọi người xem coi cái quán này như thế nào. Ai đã ăn ở đây rồi thì comment bên dưới cho Lộc ý kiến với nha, để mọi người có thêm những cái thông tin cơm này. Đây là những cái món canh, có 3 loại canh, có canh chua nữa, canh rau mùng tơi. Nó còn bên đây là những cái nước chấm này mọi người. Thì với mức giá 35k mà hơn 30 món thế này thì Lộc thấy là cũng khá là ok mọi người. Đấy, ở đây có chả, có thịt này. Đây, ở đây là có những cái món rau xào này. Thì thay vì chúng ta ăn cơm phần hoặc gọi món thì chúng ta có thể đến đây ăn buffet cũng khá là tuyệt vời mọi người. Nó có rau xào rồi cũng ngon này. Ở đây là những món thịt. Ở đây thì Lộc thấy những cái món ăn được đặt trong những cái khay bằng inox cũng khá là vệ sinh đấy mọi người. Không gian thì cực kỳ thoáng mát rồi. Ở đây có view đồi thông cực kỳ tuyệt vời luôn. Lộc sẽ quay cận cảnh chi tiết những cái món ở đây để mọi người cùng xem nhé. Có một điều ở đây là Lộc thấy thức ăn nó hơi nguội á mọi người. Sau khi thưởng thức xong thì Lộc sẽ đi về khách sạn để nghỉ ngơi, chiều đi săn mây nữa, đi ngắm hoàng hôn mọi người. Và video Lộc ơi xin dừng lại ở đây nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn mọi người.